Dương Mịch hôn Hứa Khải thắm thiết trong định luật 80-20 của tình yêu nhưng lại bị chê nhạt. Mới đây, cư dân mạng được fan quấn quéo trước loạt ảnh khóa môi siêu ngọt của cặp đôi Dương Mịch Hứa Khải. Được biết, đây là một trong những cảnh quay trong dự án mà cả hai đang cùng hợp tác trong năm nay. Định luật 80-20 của tình yêu khai máy cuối tháng 2 vừa qua. Sau khi kết thúc cảnh hôn, Dương Mịch thậm chí còn chọc ghẹo cậu phi công trẻ, khiến Hứa Khải chỉ biết ngượng ngùng che mặt cười. Tuy chỉ là diễn xuất nhưng đứng trước chén cơm cho to đùng này, khán giả chỉ mong sao cho phim giả tình thật. Quả thực có cách biệt tuổi tác nhưng khi đứng cạnh nhau, Dương Mịch và Hứa Khải trông cực kỳ xứng đôi. Tuy nhiên thì che mít chi giữa Hứa Khải và Dương Mịch trong bộ phim này. Tính đến thời điểm những tấm hình này được tung ra, vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Có người nói rằng tương tác giữa Hứa Khải và Dương Mịch không được tốt, trông nam diễn viên như cháu trai của đàn chị. Thêm vào đó, dù xinh đẹp dạng người nhưng Dương Mịch vẫn nhận về khá nhiều lời chê bai từ netizen trong loạt khoảnh khắc chung khung hình với Hứa Khải. Vì tạo hình giống sugar mommy hơn là bạn gái, thêm những phân cảnh hẹn hò với người lạ ơi, cặp đôi khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ họ đã thất bại hoàn toàn trong việc phá vỡ khoảng cách 9 tuổi trên màn ảnh. Một số bình luận của netizen: Dương Mịch như đang dắt con trai đi chơi công viên, đây là cảnh hẹn hò sao? Hứa Khải đẹp trai quá, Dương Mịch hơi già với mặt cứng đơ nhỉ? Khoảng cách 9 tuổi không được xóa nhòa rồi, không thấy giống tình nhân tí nào, sao ôm nhau hời hợt thế, kiểu diễn cho xong. Này mà gọi là một cặp đôi á, thôi chờ lên phim sẽ rõ. Xong, một số người khác lại bênh vực rằng trong phim mối quan hệ của cả hai cũng là tỷ đệ luyến, tình chị em, nên sự chênh lệch tuổi tác lộ rõ như vậy là điều dễ hiểu. Một số bình luận khác của cộng đồng mạng: bình thường thấy cô Mịch đóng với ai cũng thấy che mít chi à, mà tại Hứa Khải mặt bị baby quá nên cảm giác tỷ đệ luyến hơi mạnh, thấy phim này phát đường hơi bị nhiều á, cảnh hôn cũng đẹp nữa, thích Dương Mịch nhưng cảm giác không có che mít chi lắm. Dương Mịch mặt nhìn cũng có tuổi rồi, đóng với cậu này nên thấy chênh lệch tuổi tác hơi bị lớn, dáng thì vẫn đẹp. Bắt đầu từ cuối năm 2020, dự án phim ngôn tình định luật 80-20 của tình yêu đã thu hút sự quan tâm, theo dõi nhiệt tình của khán giả khi xác định nam nữ chính là Hứa Khải và Dương Mịch. Bộ phim được sản xuất bởi Xí Nga Ảnh Thị Chính Nghệ Ảnh Thị, kể về nữ luật sư độc thân Tần Thi. Dương Mịch một lòng theo đuổi sự nghiệp nhưng bị cha mẹ liên tục thúc giục kết hôn. Văn phòng luật đỉnh cấp công khai tuyển dụng luật sư gia đình, yêu đầu đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi chưa thông qua cô đã tự ý đem giấy tờ đổi thành đã kết hôn để phù hợp với yêu cầu luật sư gia đình của công ty. Sau khi Tần Thi phát hiện muốn tìm đến Vương lão gia làm sáng tỏ sự thật, lúc này ông xã của cô là Dương Hoa, Hứa Khải xuất hiện, cũng chính là đối thủ cạnh tranh của Tần Thi. Dương Hoa cũng rất tức giận vì bị ép vào tình trạng kết hôn trở thành vợ chồng hợp pháp như thế này. Cùng lúc đó, bạn trai cũ của Tần Thi xuất cùng công tác tại văn phòng luật sư. Trải qua khó khăn, cuối cùng Tần Thi và Dương Hoa nảy sinh tình cảm, nguyện ý cùng nhau nắm tay đi đến cuộc sống hạnh phúc phía trước, thẳng tiến đến cục dân chính lãnh chứng kết hôn. Dương Mịch và Hứa Khải có khá nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trong quá trình thực hiện bộ phim Định luật tình yêu 80-20. Trước đó, trang Sohu từng đưa tin Dương Mịch xuất hiện cùng Hứa Khải. Cả hai tỏ ra vô cùng thân thiết, vô tư cười nói và nắm chặt tay siêu tình tứ. Nữ thần tam sinh tam thế khoe vi dù hách tuổi đáng ngưỡng mộ, xuất hiện cùng đàn em mỹ nam khiến dân tình xịt máu mũi bởi khung hình tình bể bình. Nhiều fan tỏ ra ghen dùng cho Ngụy Đại Huân vì bạn gái quá nhập tâm vào vai diễn mà không để ý đến cảm xúc của người mình yêu. Nàng Bạch Thiển Dương Mịch từng bị tóm sống khi đi khách sạn cùng Ngụy Đại Huân. Cặp đôi chị em Dương Mịch, Đại Huân liên tục để lộ bằng chứng hẹn hò, khiến dân mạng khẳng định rằng cả hai chắc chắn đang yêu nhau. Trước những bàn tán xôn xao về chuyện tình cảm từ dư luận, Dương Mịch luôn lựa chọn im lặng, không đưa ra bất kỳ lời xác minh nào.